Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta đến với mẫu chân váy có xẻ vạt xéo. Thì định mức vải cho mẫu váy này là khoảng 70 cm. Chất liệu là vải kaki hoặc là vải bố cũng đẹp, miễn sao nó có cái độ co giãn nhẹ để khi mặc cho thoải mái nhé. Mình đi vào thiết kế đập thân trước ha. Cái điều đặc biệt ở cái váy này là cái phần thân trước nó không có cái chip band nha các bạn. Cho nên là mình sẽ gia giảm cái phần ngang mông để cho cái đường cong từ mông lên eo nó đỡ cái cong mạnh nha. Dài váy ở đây mình đo được là từ ngang eo xuống là 60, qua gối một chút xíu ha. Rồi vòng bụng nè, vòng bụng tức là ở đây mình mặc ngang eo là 76. Vòng mông thì nơi to nhất của mông là 93. Rồi hạ mông tức là từ chỗ mình đo vòng bụng xuống tới cái vòng mông là 23. Thì khi cắt chân váy mình cần 4 cái thông số như vậy là đủ ha. Ở đây là cái trục giữa thân nè, còn đây là cái trục ngang eo. Từ ngang eo mình sẽ lấy xuống là hạ mông là 23. Mình lấy theo tỷ lệ 1:5 nha. Đây là rập mô hình 1 cm, ở đây là bằng 5 cm trên mẫu thực. Dài váy cũng từ ngang eo xuống đây là 60. Từ cái điểm này mình sẽ kẻ cái đường ngang lai. Ở đây là ngang mông. Ở trên đường ngang eo mình lấy số đo vòng eo chia cho 4. 76 mà chia cho 4 thì được 19 cm. Từ ở giữa này mình lấy ra đây là 19 cm. Ở mẫu này thì không có cái chip band cho nên mình không có cộng chip band nhé. Ngang mông bằng số đo vòng mông chia cho 4. 93 mà chia cho 4 là bằng 23 hơn ha, hơn một chút xíu. Nhớ là trừ đi 1 cm nha. Tí nữa thân sau mình sẽ cộng bù cho 1 cm này. Mục đích của mình trừ 1 cm là để cho cái độ cong từ mông lên eo các bạn, nó không có cong gấp quá nha. Mẫu này không có bên eo cho nên là mình sẽ giảm 1 cm cho đường ngang mông như vậy. Còn ngang lai là bằng ngang mông. Ngang mông bao nhiêu thì ở ngang lai mình cũng lấy ra bấy nhiêu. Váy của mình nó hơi suông ha. Còn bạn nào muốn mặc ôm hơn ở phía dưới thì các bạn lấy vào 2 cm. Còn muốn mặc A ra thì các bạn sẽ da từ mông A ra 2 cm nhé. Ở đây là mẫu suông cho nên mình đánh nó hơi suông xuống như vậy thôi. Ở trên đường ngang eo này nè, từ điểm này mình sẽ đánh cong lơi nhẹ xuống đây là 1,5 cm, tạo một cái góc vuông với cái đường cong sườn. Đấy, thì trường hợp bạn nào mà có cái vòng eo rất là nhỏ so với vòng mông thì cái đường cong này nó rất là gấp các bạn. Thì cái đường lơi này mình sẽ đánh cong lơi mạnh xuống 2 cm luôn nhé. Thì ở mẫu váy này nè, mình chủ yếu là chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm khi mà mình cắt cái mẫu váy nào mà không có chip band thân trước thì bắt buộc mình sẽ giảm cái đường ngang mông thân trước rồi bù cho ngang mông thân sau. Thì làm như vậy nó sẽ giảm được cái độ cong gấp từ mông lên ngang eo nhé. Rồi đường ngang lai mình đánh cong lơi xuống đây là 1 cm sơ vạt. Rồi đặt cái rập này lên để cắt cho thân sau. Mình sang dấu lại nè, ngang eo nè, ngang mông, ngang lai là nó giống nhau nha, nó cũng cong xuống 1 cm sơ vạt. Ngang eo bằng eo chia 4 cộng 3 cm. 76 mà chia cho 4 thì được 19. Và từ đây ra đây là 3 cm nữa. Ngang mông cũng bằng mông chia 4. Lúc này mình sẽ cộng thêm 1 cm nha để bù cho thân trước. Vải của mình là co giãn nhẹ rồi cho nên mình không có cộng cử động gì thêm nha các bạn. Trường hợp mà vải co giãn nhiều quá thì mình còn lại phải trừ bớt đi nữa để cho nó ôm chân váy vào ha. Đoạn ngang eo này nè, từ đây nè vào giữa thân là mình sẽ chia đôi ra để lấy cái điểm vẽ band. Đấy, mình vẽ song song với đường giữa thân của váy ha. Rồi từ dưới mông nè mình lấy lên 5 cm để đánh dấu cho điểm kết thúc band. Độ rộng band của mình là 3 cm, mỗi bên là 1,5 cm. Ở chỗ này các bạn lấy xuống đây là 0,5 cm để đánh cong lơi nhé. Khi mình may chít cái band này thì nguyên cái vòng lưng thân sau của mình nó hơi cong nhẹ xuống các bạn. Đoạn giữa này này mình sẽ cắt rã chừa đường may để may dây kéo vào. Từ ngay điểm ngang mông mình lấy lên 5 cm để lấy dấu cho cái điểm kết thúc dây kéo. Đây các bạn quan sát nè,
Ngang mông thân sau của mình là có cộng 1 cm nè, ngang mông thân trước lại trừ 1 cm. Đó, từ cái điểm này nó cong lên eo rất là nhẹ luôn ha, nó không có cong gấp quá nè. Còn đối với thân sau nè, đấy, tuy là mình cộng ngang mông 1 nhưng mà ở trên này mình có cái band 3 cm ở trên này nè, cho nên cái đường cong từ mông lên eo nó cũng cong mềm giống như thân trước ha. Đó, còn ngang lai thì thân trước nó bằng y thân sau. Đó, rập thân sau mình cắt hai miếng đối xứng. Đó, còn thân trước có cái đường rã vạt xéo thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn. Rồi, từ cái điểm này nè, vào cạnh sườn, đây mình sẽ chia ra làm 3 khoảng bằng nhau. Đấy, mình lấy một điểm. Rồi từ ở dưới lai nè, giữa thân này, các bạn lấy vào đây cho mình là 4 cm. Nếu như mà không có muốn xéo nhiều thì các bạn lấy vào là 8 cm luôn nha. Đó, ở đây mình nối hai cái điểm này nè, cái vạt nó xéo rất là nhiều. Rồi từ chỗ này nè, các bạn lấy xuống đây là 2 cm. Đó, rồi từ điểm này nè, mình kẻ một cái đường vuông góc với cái đường xéo mình vừa mới kẻ lúc nãy. Rồi chỗ này lấy xuống đây 3 cm. Nối điểm này với cái điểm bên cạnh sườn. Đấy, lúc này cái vạt của mình nó cơi nhẹ xuống dưới lai 3 cm như vậy. Khi đặt trên vải nè, thì các bạn đặt nè, hai cái đoạn thẳng này nó cách nhau 2 cm nha, để chừa đường may. Đó, rồi cái đoạn này nè, hai cái đoạn thẳng ở dưới này nó cách nhau là khoảng 7 đến 8 cm nha, để mình chừa cái phần mà mình xẻ vạt nữa. Để lấy dấu cho cái điểm xẻ vạt á, thì từ ngang mông các bạn lấy xuống đây cho mình là khoảng 17 đến 20 cm. Rồi, bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt trên vải cắt nè. Đây là cái thân sau mình cắt trước. Đấy, là chừa đường may giữa thân sau là 2 cm, lai là 2 cm, sườn cũng 2 cm, lưng là 1 cm đường may. Nhớ là đặt trên mặt trái của vải nha. Còn khi cắt thân trước á, thì các bạn lại đặt trên mặt phải để tránh nhầm lẫn cái hướng mà mình sẽ vạt. Chừa đường may xung quanh giống như thân sau, tuy nhiên ở cái phần sẽ vạt nè, các bạn chừa cho mình nè. Cái thân mà bên này mình chừa 4,5 cm đường may nha, còn ở bên kia mình chừa là 4 cm. Lý do là ở phía bên này nè các bạn, tí nữa thì mình sẽ may gấp 5 ly đường may vào bên trong ha. Tí mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Nhớ là đặt hai cái mép vải này lên với nhau nè, đúng cái đường may nè. Sau đó các bạn gọt cho mình cái góc vuông này đi ha. Tại vì cái đường may của mình tí nữa là mình sẽ may cong lơi từ phía trên xuống theo cái đường phấn này nè nhé. Rồi đánh dấu lại nè, nhớ là đây là mặt trái nha, mặt trái của vải. Đến khi may xong á, là cái thân này nè, nó nằm ở phía trên, còn cái thân này bên này nó nằm ở phía dưới như vậy. Đấy, cuối cùng là cắt cái nẹp cho cái lưng. Đó, thì các bạn gấp đôi mép vải lại như vậy nhé, cắt trên mặt trái. Rồi đầu tiên các bạn kẻ một đường vuông góc nè, rồi kẻ một đường tiếp theo cách đường cũ là 4 cm. Đấy, rồi từ giữa đây các bạn canh lên đây là eo chia cho 4 nha. Đó, rồi từ điểm này các bạn lấy cơ lên đây là 1,5, sau đó đánh cong lơi xuống. Đấy, rồi từ điểm này nè các bạn kẻ vuông góc với cái đường vừa đánh lơi đấy. Đó, rồi từ cái điểm trên lưng này các bạn cũng lấy xuống 4 cm, đánh cong lại. Đấy, cái nẹp mình nó có độ rộng đều là 4 cm như vậy. Nên kiểm tra lại nè, cái vòng lưng này đúng bằng số đo vòng eo chia cho 4 là được nha. Đây mình giảm một xíu cho nó đủ nè. Eo 76 chia 4 là 19 cm. Đấy, cắt chừa đường may ở trên lưng là 1 cm, còn phần sườn là khoảng 2 cm. Ở dưới này mình cắt sát. Rồi đặt lên đây, mình cắt cái nẹp eo thân sau cũng y như vậy. Giữa thân sau là mình có rã ra các bạn để may dây kéo. Có chừa đường may ở phần thân là 2 cm. Tuy nhiên cái nẹp mình không có chừa đường may nha các bạn.
Đó, tại vì mình may lộn nẹp thì các bạn coi lại video mà may cách may lộn nẹp thì mình cứ gọt vỏ 2 cm ở phần giữa lưng cho cái nẹp, cho nên là lúc này nó bằng cái nẹp thân trước luôn nhé. Đó rồi, cắt một cái lớp keo lụa để ủi lên. Đó, thì keo lụa là cái loại keo mà nó có cái độ mỏng tương đối và nó có độ co giãn nhẹ ha, thích hợp để mà mình ủi vào nẹp lưng của váy. Còn phần may ráp nè, mình hướng dẫn các bạn ráp thân trước nè. Đấy, thì cái miếng mà thân bên này nè, các bạn coi cái phần lai ha. Đây là đường lai của mình nè, các bạn gấp đúng cái đường phấn này nha. Đấy, rồi sau đó nè, đấy mình sẽ may một cái đường may đấy, từ đây băng thẳng lên đây. Đó, tuy nhiên nè, có cái mẹo nè các bạn. Đó, thì thay vì là mình may đúng cái đường phấn này nè, thì các bạn sẽ le vào, tức là mình gia nhẹ cái lai các bạn. Thì mình sẽ gấp cho cái lai nó có cái độ trên nhẹ, nó le thêm ra phía bên ngoài một chút xíu nha. Đây mình làm nè. Đấy, le cái phần này ra thêm. Rồi, kẻ lại cái đường phấn nè, dưới này mình băng thẳng lên. Đấy, rồi cắm kim mình may. À, lý do là tí nữa mình sẽ lộn lại mình cho các bạn thấy nè, cái góc mà mình lộn nó rất là đẹp ha. À, dùng kéo gọt bỏ chỗ này nó, đồng thời nè mình sẽ bấm nhẹ cái góc nè để khỏi bị cộm vải nha. À, dùng nhíp các bạn đẩy nhẹ cái góc này, lộn ngược nó ra, đẩy nhẹ ra. Đây mình sẽ cho các bạn xem nè, lý do mà lúc nãy mình đã gia nhẹ cái mép vải vào nè, các bạn nhìn rõ ha. Đó, sau khi lộn cái góc nè thì cái đường may 5 ly này tí nữa mình sẽ đạp nè. Đấy, miết miết nhẹ lên đây 5 ly. Rồi bên này nè là cái lai nè, đúng cái đường phấn lai ha. Thì các bạn nhìn thấy nè, cái mép vải của mình nè nó mít nhẹ vào phía bên trong, nó không có bị cơi ra phía bên ngoài nha. Đó là cái mẹ mình muốn chia sẻ với các bạn khi mà may xử lý để lộn cái góc vải ha. À, tiếp tục mình sẽ đạp dĩu 5 ly để giữ cái mép vải này vào bên trong. Và tiếp tục may ráp cái phần rã thân của rập thân trước. Cái góc này nè các bạn nhớ là dùng kéo nè, bấm nhẹ nè, hay bấm thẳng vào cái góc này, cách cái mép góc là 1 ly nha, là mình dừng lại. Sau đó mình mới may ráp vào. Rồi để may lộn cái góc này nè, mình cũng xử lý tương tự nè. Đấy, các bạn gấp lại. Đấy, sau đó mình le nhẹ cái mép này ra phía bên ngoài một chút xíu như vậy. Rồi cắm kim mình may theo cái đường phấn nè. Đấy, mình cũng miết nhẹ nè, cái đường lai nè, cái đường rã nè. Đây, các bạn thấy cái mép vải nó mít vào bên trong ha. Đồng thời cái phần vải ở góc này nè, nó giữ hết vào mép bên trong, nó không có bị ẩn ra bên ngoài một chút xíu nào hết ha. Như vậy là đẹp. Các bạn ứng dụng cái cách này ha, cái cách xẻ vạt này nè, cho cái trường hợp mà bạn nào mà muốn xẻ cái đường giữa thân sau mà cái đường xẻ nó chắp qua với nhau á, nó không có hở nhiều các bạn nha. Đó, thì các bạn lưu ý nè, đối với trường hợp thân sau thì mình sẽ có một cái đường may nhẹ ngay chỗ này nè, đạp đường may nhuyễn ha, xéo nhẹ theo cái đường xéo của miếng vạt bên trong để giữ luôn cho cái thân nó nằm lại với nhau. Còn ở đây là mình sẽ vạt thân trước cho nên mình không có đạp cái đường đó nha. Đấy, còn ở cái chỗ mà góc vuông nè, mình may nối nè, thì phía bên trái nè, các bạn thấy nè, để ủi được cái mép vải vào phía bên trong như thế này nè,
Nên mình sẽ gọt bỏ cái phần vải này đi nha, để tí mình ủi nó không có bị cộm. Rồi, gọt xéo một góc cách cái đường may là 1 ly nha. Rồi, tiếp tục mình may lộn cái miếng nẹp này cho thân trước. Mình không hướng dẫn thân sau nha các bạn. Thân sau mình may dây kéo rồi may lộn nẹp thì các bạn xem lại video chân váy cơ bản ấy, 3 biến kiểu từ một váy cơ bản ấy, thì các bạn xem lại video đó, mình có hướng dẫn rất là kỹ về cái cách may nẹp cũng như là may dây kéo nhé. Nhanh hơn nữa là các bạn xuống cái phần mô tả của video này nè, mình có để những cái đường link ở trong cái phần mô tả, các bạn nhấp vào đấy là sẽ nhanh hơn là vào kênh để mà tìm ha. Và tiếp theo mình hướng dẫn các bạn ủi. Nếu đây là đường xẻ giữa thân sau thì các bạn lưu ý nè, mình sẽ ủi rẻ cái chỗ này ra nè, để phía trên mình may dây kéo vào giữa thân sau đấy nhé. Còn ở đây là mình sẽ vạt cho thân trước, cho nên là mình cứ ủi thẳng hết qua bên này luôn nha. Bước quan trọng trước khi nối sườn nè, mình kiểm tra lại số đo vòng eo, nhớ là trừ đường may hai bên nha, mỗi bên là 2 cm đấy, thì mỗi thân như vậy là mình có số đo vòng eo chỉ 2 nè. Rồi đặt mặt phải úp với mặt phải, duỗi cái nẹp này lên, mình may từ ở trên nẹp may xuống luôn, may hết phần sườn để mình bỏ qua bước may nha. Đấy rồi, ở khi may xong nè, để các bạn ủi rẻ cái đường sườn này ra. Đấy, ủi rẻ ra, sau đó nè mình sẽ gập cái nẹp lưng xuống, rồi mình lật qua phía bên mặt nè. Đấy rồi, may lọt khe chỗ này là 1 cm nha, để giữ lại cái nẹp. Và thân trước của mình cũng lọt khe ngay chỗ này một đoạn các bạn. Rồi cái bên thân sau nè, các bạn cũng lật qua đây,
may lọt khe ha, 1 cm. Cái bên đối xứng bên này cũng làm như vậy. Phần lai thì các bạn có thể dắt lai hoặc là may luôn đường chỉ nổi nha. Hoàn thành chân váy của mình ngày hôm nay. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.